Anh em phóng to lên. Vậy hết cỡ rồi. Phóng to lên. Hết cỡ rồi. Chú mà ra quay ngược lại. Họ bắt đầu rồi. Hình như vậy từ nãy giờ chụp video. Chụp mấy đầu. Quay nhà tối đủ. Tôi đây về nhà. Chắc hết pin rồi. Quên lại nên chú Sơn mượn sạc. Chú Sơn này mày uống nặng lưỡi nào. Mới có bà 4 cốc. Chú này mày 4 cốc ăn đâu lưỡi đâu. Chị Nhê thì cháu đấy cháu định làm hết can đấy là thôi. Tối đi nhắm ở đâu vậy? Nhắm đâu? Chú Hòa xuống vậy chú nhắm với ai? Ô hay em. Cô biết lịch cháu kín nít muốn có gặp cháu phải lên lịch kính trước à? Này chú bao nhiêu mẹ? Mày không ra cho mẹ mày lên thì làm sao được? Vì chị bán rồi là vì lý do mà má thì nó đỏ đấy. Nó thế. Nào là có 3 cân. Nhà con đâu? Nhà mày có một phần. Ăn cả đấy. Nhà mày với nhà mẹ mày có mình mẹ mày. Đã hết luôn này. Ớp đóng vào phải đi lái. Cái gì? Sao? Bật điều hòa hay không bật? Không. Không bật phải mở garage cho nó mát chứ. Người ta khóa người. Không biết ngồi sao ngồi chết đi được. Ổ hết ổ. Ổi, ổi. Đấy, trời ơi. Nhìn thấy con em kia đúng rồi. Này, người người ta đẹp như vậy chứ người như người nhà mình. Trên trên bác Mai có nhận phụ không? Cho cháu đi phụ nè. Không có phụ gì. À, cho nhận nơi xe không, đi. Không, mà cô. Đây, đi một mình thì với đấy ăn thế nói được. Đi đông người lộ hết. Lộ hết. Lộ hết bí mật. Ồ này ngon đấy. 15.000 gân vơ vét là cũng được. Chuyến 15.000. Mùa hết sạch cho mọi quả luôn. Hết sạch mọi quả. Không có quả. Vậy cho bà về sớm. Cháu mua đè đưa hết vào sọ. Về sớm ăn Tết.